nhiều năm về trước, tôi đã không đồng tình về nhiều dịch bản cũng như bình giải về bài kệ thơ thân như điện ảnh, hữu hoàng vô, trước khi thị tịch của thiền sư vạn hạnh. Dường như chưa có dịch giả nào đào xới cái việc quản giáo Pháp ẩn giấu kín đáo dưới 28 con chữ cô động của bài thất ngôn tứ tuyệt ấy. Tôi chờ đợi. Và cứ chờ đợi mãi xem thử có ai giải mã nó không. Hàng năm. Hàng chục năm như thế. Vẫn tâm bóng nghĩ mình vốn liếng chữ hán bõm bẽm có mấy chữ, và sự học Phật, nghiên cứu thiền còn nhiều lỗ hổng kiến thức nên chưa dám đệ trình kiến giải chủ quan của mình ra trước thiên hạ. Sợ rằng kiến giải trình kiến giải, dụi mắt thì nó lại ra quái, như tuệ trung thượng sĩ nhạo bán chư trí thức thời ấy và Trần Thánh Tông cũng hạ bút đồng tình. Nay vì có nguyên nhân, có duyên sự nên tôi phải mạo làm kiến giải. Nhân duyên như sau. Thầy Phước Thành, trụ trì chùa châu lâm huế nhà thư pháp hán nổi tiếng đất thần kinh vốn là bạn thân mấy chục năm của tôi trước khi thị tịch mấy tháng cứ viết mãi cái bài kệ thơ này cả mấy chục bức và đệ tử của thầy nói rằng không biết tại sao riêng những bài này những giọt mực những giọt mực lại chảy động lại chảy động kỳ lạ lắm đêm đó tôi thao thức không ngủ được một phần nhớ người bạn thâm tình rất đạm đã trở thành đồ cổ trên cuộc đời xót xa là không còn nữa không tìm lại được một phần là những giọt mực những giọt mực cứ ám ảnh mãi chật dưng bài kệ thơ xưa kia nó hiện ra cứ tuần tự tuần tự chảy động chảy động trước mắt tôi và lạy phật lạy cả thiền sư vạn hành qua cảm tính chủ quan tôi hiểu ra thấy rõ toàn bộ bài thơ ấy cả hiển ngữ và mật ngữ nay thì xin chia sẻ cái kiến giải trong mộng ấy của mình mong rằng chư thức giả trí giả trên thế gian không cười chê là quý hóa lắm rồi thân như điện ảnh hữu hoàng vô vạn mộc xuân vinh thu hữu khô nhậm vận thịnh suy vô bố úy thịnh suy như lộ thảo đầu phô bài kệ thơ này chẳng có chữ nào là khó hiểu là mắc mỏ cả ai dịch cũng được chẳng có gì phải bàn nhiều Đúng vậy. Dịch gia nào cũng nắm được cái khái quát. Bây giờ ta hãy khảo sát từng câu một. Thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Có một số vị đã dịch như sau. Thân như bóng chớp, có rồi không, thích thanh từ, lê mạnh thác, ngô tất tố. Thân như sấm chớp, có rồi không, nguyễn lan. Thân như bóng chớp chiều tà, thích mật thể. Thân ta chớp nhoáng có rồi không, nguyễn đăng thục ta hãy xem. Chỉ có câu dịch, thêm khái niệm chiều tà là có chất thơ, và vì chú trọng chất thơ nên nó đã đi hơi xa nguyên bản, đánh mất chữ có, không rất quan trọng của câu thơ. Còn như điện ảnh thì chẳng có cụm từ nào chính xác hơn bóng chớp, ánh chớp. Rồi, chớp nhoáng cũng đúng. Còn sấm chớp cũng tạm được nhưng rõ ràng trong nguyên tác không có sấm, nổ, động. Tuy nhiên, đấy chưa phải là điều để cho chúng ta khảo sát cái mà tôi muốn nói đến nhất chính là chữ thân thân như bóng chớp cái thân nào như bóng chớp bóng chớp có nghĩa là lóe lên rồi mất chớp nháy một cái rồi tắt điện chớp tắt cái thân chúng ta đây thân xác vật lý này nó đâu có chớp nháy mất tiêu nhanh như vậy năm bảy chục năm mang vác trên cuộc đời cái thân nặng nề bị cơm đóng thịt này rõ không phải là chớp nháy giả dụ vừa sinh ra liền chết ngay cũng không phải là chớp nháy. Vậy cái thân điện chớp mà vạn hạnh muốn nói là cái thân nào kia? Thân, cây. Có lần, tôi nhờ vị sư huynh học giả của tôi lục tra tam tạng bà lại văn, xem thử chữ cây ấy có tất thảy bao nhiêu nghĩa. Tôi hoảng hồn. Ông gửi ra cho tôi suốt mấy trang giấy và giải thích khá rõ ràng 22 dụng nghĩa khác nhau của chữ cây. Ví dụ, thân tâm, thân hơi thở thân tâm sở, thân sắc, danh thân, thân tam quẩn tâm sở. Tuy nhiên, ở đây, ta sẽ không đi vào thế giới rắc rối ấy. Rõ ràng, vạn hạnh làm kệ thơ chứ không phải thuyết giảng những pháp cao siêu với chữ nghĩa thuần túy kinh điển. Vậy, cái thân đơn giản là cái thân này, cái thân phải mặc áo, ăn cơm, cái thân mà Đức Phật dạy ta phải quán thân bất tịnh với đầy đủ 32 thể trượt. Tuy nhiên, cái thân ấy cũng không phải chấp nháy nó luôn lù lù ra đấy nó có già lão bệnh tử tức là cũng phải trải qua thời gian tiến trình còn chấp nháy là tức khắc kia mà khảo sát hướng khác thân này là thân sắc theo kiểu phân chia của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức sắc chính là thân sắc này thọ tưởng hành thức là phần tâm gồm tâm và tâm sở còn nếu chia hai cho gọn thì bên thân bên tâm cái thân, cái thân sắc này lại là tổng hợp sắc. Và nếu là tổng hợp sắc thì bắt đầu nhiêu khê rồi. Theo tạng Abhidham của Theravada thì có 28 sắc, gồm 12 sắc thô và 16 sắc tế. Theo Duy Thức, chúng có 11. Nếu đúc kết, tóm gọn thì chỉ còn 03. Tất cả những sắc này tạo nên nhân thân và đời sống của chúng sanh. Và có một loại sắc chi phối tất cả sắc pháp chính là bốn tướng sắc đấy là sinh khởi, an trú, lụi tàn, lão, và vô thường. Nếu sanh khởi, và an trú, trụ, chỉ được xem là sanh, thì chúng chỉ là cách nói, sanh, trụ, diệt, vô thường. Tuổi thọ của không một sắc pháp hữu vi, thường là 17 sát na, sanh một sát na, già, tàn lụi 15 sát na, diệt, hủy hoại không một sát na. Trong 28 sắc pháp, có 23 sắc pháp có tuổi thọ 17 sát na, còn năm sắc pháp, không hai thân ngữ biểu và không ba sanh, già, diệt, chỉ tồn tại không một sát na. Đến đây, thân, sắc, như ánh chớp bắt đầu hiện ra. Thân sắc là tổng hợp của các sắc, mà đời sống của các sắc ấy chỉ được tính bằng những sát na sanh diệt, không là ánh chớp, có rồi không là gì. Sát na là đơn vị thời gian ngắn nhất, nhanh nhất, ở đâu đó có ví dụ rằng, một nháy mắt của chúng ta có 90 sát na. Đã nhanh chưa? chưa nhanh. Vì có một loại sắc, tượng hình đầu tiên khi thức tái sanh tìm gặp tinh cha, huyết mẹ thì được tính bằng tiểu sát na. Không một sát na có không ba tiểu sát na. Tiểu sát na đầu tiên là sắc do nghiệp sanh, tiểu sát na thứ hai là sắc do thời tiết sanh, nóng, lạnh trong bụng mẹ. Kinh khiếp thật. Ồ, chẳng lẽ nào vào thời lý mà vạn hành cũng thấy được sắc này nên nói thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Thấy chứ? các vị tu thiền có nội quán thâm sâu đều thấy cả từ cạn vào sâu từ thô đến tế ví dụ người tu thiền quán vi thì lộ trình tiến trình cái thấy ấy như sau trí phân biệt được đâu là danh pháp đâu là sắc pháp trí thấy được mỗi danh pháp sanh mỗi sắc pháp sanh trí thấy được mỗi danh pháp diệt mỗi sắc pháp diệt trí thấy rõ sự sanh diệt của mỗi danh pháp mỗi sắc pháp trí thấy rõ sự diệt mất liên tục của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Vì thấy rõ sự diệt mất liên tục của danh pháp, sắc pháp, chúng trả tan, biến hoại rất nhanh nên hành giả cảm giác rất kinh khiếp, rất đáng sợ. Trí thấy rõ danh sắc là thống khổ, nguy hiểm như rắn độc, như lửa, như tên sát nhân, như mũi tên độc. Trí nhằm chán, muốn ly thoát danh sắc, muốn thoát ly sự tham lam, đam mê, chấp thủ, nơi mỗi danh, mỗi sắc và từ đây vị ấy mới thật sự thấy rõ khổ đế để tu tập lộ trình tâm thánh đạo thời lý trần chúng ta không dám bàn các vị đã tu tập theo pháp môn nào cái lộ trình ấy ra sao nhưng chắc chắn một điều các ngài đều có nội quán thâm sâu cả có định mới có tuệ có định mới có thần thông vạn hạnh không lộ đạo hạnh đều có khả năng lạ lùng cả muốn có thần thông thì phải có định thâm sâu có định thâm sâu thì dễ dàng nội quán để thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc. Có lẽ vạn hạnh có tu mật chú Đà La Ni để có định, có nhiều khả năng, phép lạ, thần thông, đồng thời, không phải ông chỉ tụng tâm kinh bát nha mà còn hiện quán để thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không, mới thấy rõ chúng, chấm dứt tất cả khổ, quán chiếu ngủ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Đến đây, ta có thể biết vạn hạnh đã thấy rõ sắc này, cái sắc chấp nháy này, có rồi không này, từ bát nhã tâm kinh do hiện quán thăm bát nhã mà thấy. Cái sắc này, chính là cái đơn vị vật chất nhỏ nhất được gọi là hư trần, là hạt bụi quá nhỏ đồng với hư không. Cái hạt bụi quá nhỏ đồng với hư không này còn chia bảy nữa, và không một, bảy ấy là lân hư trần. Vậy lân hư trần là đơn vị vật chất nhỏ nhất, là cái sắc nhỏ nhất. Đồng với cái thấy biết này, thời cổ đại Hy Lạp, triết gia Đết Mò gọi nó là nguyên tử là cái đơn vị vật chất nhỏ nhất và với sự thấy biết hồi đó thì vật chất nhỏ nhất ấy nguyên tử nó bất hoại nó có thực thể còn nữa sự khảo sát tìm kiếm của chúng ta vẫn chưa dừng lại trong chúng ta chắc có khá nhiều người biết là khoa học vật lý hiện đại đã tìm ra hạt hạ nguyên tử hạt hạ nguyên tử là cái gì vậy tôi không biết gì về nó cho lắm nhưng đọc sách thấy có một giáo sư ngành vật lý đã nói như sau, đặc trưng của vật lý thế kỷ 20 là ngày càng đi sâu vào trong thế giới của kính hiển vi, của nguyên tử, của hạt nhân và các hạt tạo thành nhân. Vậy, nguyên tử hóa ra không phải là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Nhờ kỹ thuật phức tạp mà nhà vật lý bước đầu tìm hiểu được cấu trúc của nguyên tử và nhận ra rằng, nó gồm có nhân và electron. Sau đó người ta ghi nhận nhân gồm có những hạt nu đó là proton và neutron. Trong hai thập niên vừa qua, người ta đi thêm một bước nữa và bắt đầu tìm hiểu cấu trúc của nu thành phần của nhân nguyên tử. Như thế, là các nhà khoa học vật lý ngày càng đi sâu vào thế giới vi mô và cái gọi là vật chất nhỏ nhất ấy, những hạt hạ nguyên tử ấy, thời gian sống vô cùng ngắn, ít hơn cả một phần triệu giây đồng hồ. Đến đây, chúng ta cảm kích khoa học đã vất vả kiếm tìm mấy ngàn năm để giải mã dùng giáo pháp của Đức Phật khi ngài nói sắc tờ thủy bào bọt nước sắc không khác không 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 khác sắc sắc là không không là sắc chúng sinh diệt tương tục để tạo nên dòng sống là một tiến trình vận động như thể tính sống của các hạt hạ nguyên tử khoa học cũng tìm ra sự vận động ấy là nội tại chứ không do tác nhân nào bên ngoài đến chỗ này thì thượng đế chết mất rồi chẳng có chỗ nào mà ban ơn giáng phúc hoặc tác oai tác quái nhân loại nữa sự vận động nội tại có thể là âm điện tử và dương điện tử lão tử thì nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật dịch thì nói thái cực sinh lưỡng nghi âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng thiếu âm thái âm thiếu dương thái dương bát quái hóa ra đông tây đều giống nhau tây phương thì cần dụng cụ khoa học đo lường trắc nghiệm kiểm chứng kỹ càng rồi mới có đáp án các ông hiền triết đông phương thì bởi trực giác bởi nội quán còn đức phật thì sao ngài nói bằng tuệ giác thâm sâu ngài nói rằng sự vận động nội tại ấy là không tính là duyên khởi nên không vì không tính nên vạn hữu hoạt động vận hành có rồi không không rồi có tương tục miên tục nhưng sát na này không giống với sát na kia tự thân có sự biến đổi chuyển hóa thay đổi chất thay đổi lực cường độ tốc độ, nhanh vô cùng là nhanh, nhanh đến độ sợ hãi, kinh hoàng, nhàm chán. Các nhà khoa học vật lý đi sâu vào thế giới vi mô để tìm ra những hạt hạ nguyên tử để ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhà máy điện hạt nhân, chip điện tử, bom hạt nhân, gen sinh học và còn nhiều nữa. Lợi có hại có. Còn Đức Phật thấy rõ nó, không phải để triết lý luận bàn. Nói sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức là không không tức là sắc là để mà làm gì đã chứng. Đâu phải nói vậy là để chứng tỏ Phật giáo không lạc hậu dù khoa học tiến bộ. Chúng ta sai rồi. Thấy sắc là không, mà thọ tưởng hành thức cũng phải được thấy không như thế để giải thoát tất thảy mọi khổ đau, phiền não thì mới đúng với tinh yếu của tuệ quán Vipassan, kinh đại niệm xứ hoặc kinh Bát nhã. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ điều này vì dễ gì thấy được sắc, thọ tưởng hành thức là không. Ồ ai tu tuệ quán thì thấy chúng không ngay tức khắc giải thoát khổ đau phiền não ngay tức khắc tất cả sắc trong tổng hợp sắc thì mắt tai mũi lưỡi thân sắc thanh hương vị địa hỏa phong co tay duỗi chân nói cười đi đứng chúng đều là sắc cả sắc này không ở trong không ở ngoài mà chúng là duyên khởi căng trần thức thấy sắc nên không nên vô ngã tính không có thực tính mà sắc này chúng đều là sóng hay hạt là năng lượng thoáng cái là mất tiêu trong chớp nháy một tiếng chửi thoáng qua âm thanh sắc tan mất thế mà chúng ta lại bực mình vì tiếng chửi ấy rồi khổ như vậy chúng ta khổ là vì không thấy đúng theo định luật tự nhiên của pháp nó đến rồi nó đi nó sinh thì nó diệt do chấp thủ do mình nghĩ có nhưng bản lai like nó là không không này là không tính là duyên khởi nên nó có rồi không không rồi có tương tục mà sinh ra dòng vận hóa và ví dụ khi đã bực mình về tiếng chửi rồi là thọ thì thọ ấy cũng sinh diệt là duyên khởi nên không người tu thiền vi chỉ cần trực thức tỉnh táo niệm bực mình à bực mình à thế thôi là nó đi là chấm dứt khổ như vậy sắc là không không là sắc là hệ luận được trút ra từ chân lý duyên khởi để mà tu tập để mà hiện quán để mà thấy để thoát khổ chứ không phải là một loại triết lý lại càng không phải để giải thích vũ trụ quan ai cũng có thể nói đạo phật là đạo không không sắc sắc chính là ở chỗ này đây vạn hạnh cũng thế khi thiền sư thấy sắc là chớp nháy có rồi không ông làm gì nữa đến đây chúng ta khảo sát câu thứ hai vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Các vị đã dịch là Cây cỏ xuân tươi, thu não nùng, lê mạnh thác. Cây cỏ xuân tươi, thu đường hồng, thích thanh từ. Cây cối xuân tươi, thu héo hon, nguyễn lan. Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời, thích mật thể. Cây cối xuân tươi, thu não nùng, ngô tất tố. Cây cỏ xuân tươi, héo thu đông, nguyễn đăng thuộc. Sau khi hiện quán thấy cái sắc thân này chớp nháy, có rồi không? vạn hạnh muốn bổ túc, muốn nói rộng ra cho mọi người cùng hiểu là ở câu thứ hai này. Vậy đó, ông nói, không phải chỉ nơi bản thân ta, phải thấy đúng bản chất như thực của Pháp, đúng với định luật tự nhiên của Pháp mà thiên nhiên ngoại vật cũng phải được thấy đúng như thế. Kìa! Hãy xem! Mùa xuân thì vạn mộc, cây cỏ, sinh trưởng xanh tươi nhưng đến mùa thu thì chúng khô, vàng, úa trả, tàn tạ. Vậy, Xuân Vinh, Thu khô là định luật tất yếu của đất trời, chúng cũng sinh trụ diệt, như cái xác thân này chớ có khác gì. Phải hiện quán như thế, thấy đúng như thế, chẳng thủ mà cũng chẳng xả. Ai mà để cho thất tình, lục dục của mình vào đấy để vui, để buồn, để giận, để thương thì quả thật là vô duyên. Vậy, cái vị quảng giáo pháp đã lộ rõ, hãy để cho pháp giới vận hành tự nhiên theo định luật của chúng. Đến đây, chắc ai cũng thấy rõ thu hữu khô mà dịch là thu não nùng, thu đường hồng, thu rụng rời, là đã để cảm xúc riêng tư của mình trùng lên cái tự nhiên tánh của Pháp giới. Héo thu đông thì thừa chữ đông, đánh mất cân đối ý trong câu. Thu héo hon thì tạm tạm nhưng cũng đã có nhấp nháy, đã có dấu hiệu, đã có tín hiệu đang xen tình cảm của mình vào trong đó rồi. Sau khi hiện quán các pháp trong, ngoài đúng như thực tướng rồi, vạn hành muốn nói gì nữa? Ta hãy khảo sát câu thứ ba nhằm vận thịnh suy vô bố úy. Các vị dịch Theo vận thịnh suy không sợ hãi, lê mạnh thác. Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thích thanh từ. Nhìn cuộc thịnh suy không sợ hãi, Nguyễn Lan. Xá chi suy thịnh cuộc đời, thích mật thể. Tùy vận thản nhiên khi lên xuống, Nguyễn Đăng Thục. Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, Ngồ tất tố. Ai dịch cũng nắm được cái khái quát của ngữ nghĩa, không có gì đáng để phàn nàn. Tuy nhiên, tôi muốn bạn đến chữ quan trọng nhất trong câu là nhậm và vận. Nhiệm, nhậm đều giống nhau về chữ và nghĩa, thời Nguyễn, tự đức, vì cử tên hồng nhậm của ông mà người ta phải đọc nhiệm. Các từ, từ điển đều giải thích nhậm là gánh vác, đảm trách, tín nhiệm, chịu đựng, dùng, mặc kệ. Nguyễn Văn Khôn Nơi khác là, dốc lòng thành, chịu, gánh vác, chịu lấy, việc, dùng, mặt thiêu chữ nơi khác ôm đội gánh vác mặc kệ để mặc bửu kế còn những nơi khác thì cũng tương tự như vĩnh cao nguyễn phố nhưng phải được dùng theo nghĩa động từ chứ không phải danh từ vận là chở chuyển đi dời đi xoay vần khí số sử dụng nguyễn văn khôn là chuyển động xoay vần khí số sử dụng bữu kế là xoay vần dời chuyển, chở đi. Động từ, sự biến chuyển rủi may, tốt xấu. Danh từ, tương tự như khí số ở trên, vĩnh cao, nguyễn phố. Là xoay vần, vần số tốt xấu. Thiêu chữ. Đến đây thì ta phải hiểu vạn hạnh muốn nói là, sau khi chúng ta hiện quán thấy pháp giới như thị, pháp nhĩ như thị theo luật tác chung của những định luật vũ trụ thì việc thịnh suy trên cuộc đời này cũng phải được nhìn ngắm như thế, có gì phải sợ hãi. Đừng vì thịnh trưởng mà vui mừng, cũng đừng thấy suy phế mà buồn bã. Tất cả đều tùy thuộc vận, khí, số, thời, biệt nghiệp, cộng nghiệp, nội duyên, ngoại duyên, chúng quyết định, chúng sẽ có luật tác riêng của chúng. Phải chủ động, phải có trách nhiệm, phải gánh vác, phải nắm lấy cái vận, khí, số, thời ấy trong tay mình mà hoạt dụng, mà quyền biến dù nó suy hay thịnh. Đến ngang đây, chúng ta thấy các vị dịch đều đúng cả theo vận, mặc cuộc, nhìn cuộc, xá chi, tùy vận, đều đúng cả, nhưng có một điều đáng tiếc. Đáng tiếc là, nếu theo, nhìn, tùy, thì chúng thiếu yếu tố tích cực. Còn mặc, xá, thì có nghĩa tích cực, nhưng chỉ tích cực có một nửa. Lại còn có vẻ phó mặt chúng, kệ chúng mà theo thiển nghĩ, vị thiền sư tu hành đạo cao mà dung cả tam tế như vạn hạnh, ngài không nói như thế không có thái độ như thế trong phong cách hành xử hoặc ngôn ngữ của mình đâu. Bất cứ câu thơ dịch nào từ xưa đến nay đều đã bỏ quên nghĩa tích cực toàn phần là chủ động, là nắm lấy chúng trong tay mình mà tùy nghi, tùy thời, tùy duyên, tùy việc. Như thế, cái vĩ quản giáo Pháp tùy Pháp, thuận Pháp đã hiện ra như mọi người đều đã hiểu, tuy nhiên, phải thêm cái nghĩa đảm nhận, gánh vác, đại dụng hiện tiền quyền tại thủ nữa mới nói lên hết nghĩa tích cực của nó và chính câu ba này mới nói lên được triết lý hành động thái độ nhập thế tích cực của ông làm tất cả mọi sự giúp vua giúp nước dạy dỗ đồ chúng mà tâm không cần dính vào đâu cả mặc dầu thấy thân vô thường cảnh vô thường nhưng trước việc thịnh suy thành bại tâm thiền gia vẫn vô bố úy vẫn trạm nhiên bất động vẫn an nhiên làm mọi sự trong thế giới có không sinh diệt ấy đến chỗ này thì cho chúng tôi xin được bàn xa một chút về giáo pháp trong kinh điển gần với nguyên thủy nhất, như Therava, tu tập Vipassan, khi hiện quán danh, sắc, như các trí đã nói ở trên, khi thấy Pháp sanh diệt nhanh quá, hành giả đâm ra sợ hãi, nhàm chán, khởi tâm xuất ly chúng, yểm ly chúng. Lưu ý, đây chỉ là tiến trình trên lộ trình thánh đạo. Vì nhờ khởi tâm yểm ly chúng, xuất ly chúng, nhằm chán chúng, hành giả mới có được cái trí muốn giải thoát, gọi là dục giải thoát trí sau đó mới có được trí phân tích rồi trí hành xã trí hành xã là vì sau khi thấy mọi danh sắc đều có trạng thái vô thường đu kha vô ngã nên giữ được tâm bình đẳng trạm nhiên đối với tất cả pháp hữu vi không tham ái mà cũng không chán ghét chúng đây là trí quân bình tuyệt hảo để từ đó nhìn đúng thấy đúng thực tướng của danh sắc không chấp thủ bên này không chấp thủ bên kia đúng như câu kệ pháp cú không bờ này bờ kia cả hai bờ không có lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà la môn. Và từ đó, tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Như trong kinh hạnh phúc, Đức Phật đã dạy, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Cũng vậy, người tu vi tương tự như vạn hạnh, sau khi thấy rõ tất cả đều vô thường, sinh diệt thì không còn sợ hãi chúng nữa mà nắm chúng trong tay, thuận pháp, tùy pháp để giúp ích cho con người, cho cuộc đời. Thế là chúng ta đã đi qua được ba câu, còn câu thứ tư nữa. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Các vị dịch. Thịnh suy đầu có tựa phơi sương, lê mạnh thác. Thịnh suy như có hạt sương đông, thích thanh từ. Thịnh suy ngọn có hạt sương hồng, Nguyễn Lan. Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành, thích mật thể. Xuống lên ngọn có hạt sương trong, Nguyễn Đăng Thục. kia kia ngọn có giọt sương đông, ngô tất tố cái khái quát thì nó vậy. Tuy nhiên, thú vị nhất trong câu này là chữ lộ mà ai cũng nghĩ là sương, là hạt sương, giọt sương. Như từ điển Nguyễn Văn Khôn, cho nên ai cũng dịch là sương cả. Ta thử đi qua một số từ và tự điển. Lộ là hạt mốc, những hạt hơi nước rơi xuống lúc ban đêm mát trời, bửu kế. Lộ, mốc. Hơi nước gần mặt đất, đêm bám vào cây cỏ, gặp khí lạnh tụ lại từng giọt gọi là mốc thiêu chữ. Lộ, móc. Cây cỏ đất đá trên mặt đất nhân khí nóng mà bức xạ, lại gặp lạnh đến quá mau, khiến không khí khi tiếp xúc với chúng bị ngưng kết thành hạt nước bám vào chúng gọi là móc. Chỗ này, tác giả, Vĩnh Cao, Nguyễn Phố, còn chịu khó dẫn câu thơ của Đỗ Phủ, Ngọc Lộ điêu thương phong thụ lâm, những hạt móc như ngọc rơi rụng trong rừng cây phong. Như vậy là đã rõ, lộ là hạt móc. Móc khác với xương móc thì động lại còn xương thì lay bay thịnh suy giống như hạt móc phô trên đầu ngọn cỏ đây là cái nhìn trạm nhiên thanh tịnh đúng như hiện thực đang là chúng sao thì nói vậy chứ không có nghĩa đẹp sương hồng cũng chưa có ý định nói là nó rơi sương rơi đầu cành chúng ta hãy nhìn hạt móc trên đầu ngọn cỏ thảo đầu thử xem nó có đấy chứ nó có đấy nhưng mong manh làm sao nó có đấy nhưng không biết sẽ rơi lúc nào, sự sống của nó ngắn ngủi lắm. Chỉ cần một vệt nắng, một làn gió, một chiếc lá rơi khẽ, một con chim lơ đễnh đụng nhầm, ngoại duyên thì nó tan ngay. Có đó là không đó ngay. Thịnh có đó chứ. Suy có đó chứ. Nhưng thoáng chốc thôi khi vận, lực, số, khí, thời chuyển đổi, duyên khởi liên tục, vận hóa liên tục cái này sang cái kia, như lão tử nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Hoặc dịch nói, cực âm, quá độ thái âm là thiếu dương, thiếu dương rồi thái dương, thái dương rồi thiếu âm. Chúng luôn luôn đi tìm sự quân bình, nhưng nếu quân bình thì vũ trụ sẽ ngừng dứt, tuyệt đối tĩnh chỉ, diệt vong. Đông tây người ta đều hiểu điều này, ví như thuyết bảo toàn năng lượng. Định luật tâm, định luật pháp đều như thế. Cũng vậy, không những thịnh suy, mà tất thảy pháp hữu vi khác trên thế gian đều phải chịu chung định luật sinh diệt, có không tất yếu ấy. Viết đến ngang đây, tôi cảm giác có cái gì đó lành lạnh như cơn gió hư vô thổi qua, cái thân sắc chấp nháy của mình đây và cả những được mất, thành bại, hơn thua trên cuộc đời này như hạt móc phơi trên đầu ngọn cỏ kia không biết sẽ rơi rụng lúc nào. Ôi! Cái tầng ngữ nghĩa ẩn giấu bên dưới 28 con chữ, mà sao dạy cho người đời? cho hậu thế quá nhiều điều đến vậy. Chỉ một cái sắc chớp nháy mà vạn hạnh đã nói được toàn bộ giáo pháp, đồng thời, đưa ra được triết lý hành động, nhập thế tích cực của mình nữa. Tri và hành là một. Vạn hạnh muốn nhắn gửi với hậu học trước lúc ra đi bằng ngôn giáo, thân hành suốt cuộc đời, thấy cái sắc chớp nháy để giải thoát tất cả khổ và rồi chính mình đã làm một vị kiến trúc sư xây dựng triều đại nhà lý, phụng sự suốt ba đời vua, đưa xã hội và con người sống cuộc đời thuần từ hiền thiện không là điều đáng cho thời đại này phải đâm chiêu suy gẫm một chút xíu hay sao ôi cũng là sắc ấy bây giờ là hạt hạ nguyên tử khoa học đã khổ công tìm kiếm nhưng mục đích dường như hoàn toàn lệnh chiều sai hướng đạo phật hướng nội khoa học hướng ngoại cái sắc hướng nội để thoát khổ hạt hạ nguyên tử hướng ngoại hầu chinh phục sử dụng thế giới vi mô nhằm phụng sự văn minh chúng ta không thể phủ bác những giá trị to lớn do khoa học đem lại cho xã hội cho con người nhưng mà sao nó đáng sợ đến thế tiện nghi vật chất xa hoa hào nhoáng sung mãn quá thì con người sẽ tha hóa sẽ đam mê vật chất mà bỏ quên các giá trị tinh thần văn hóa và tâm linh nguy hại nhất là cả hành tinh đều bị ô nhiễm và kinh khiếp nhất là chỉ cần một nút bấm là nhân loại sẽ diệt vong nói tóm lại bốn câu kệ của thiền sư vạn hạnh không những có giá trị văn học thiền học mỹ học mà còn hơn thế nữa là cả một nền tảng tâm linh cho người học phật và cả thế gian nương tựa bài thơ đẹp và kỳ vĩ quá và ai dịch cũng được cả được ở chỗ ai cũng hiểu điều trang tử nói được cá quên nơm lấy ý quên lời tôi cũng không thể dịch khác dịch hay hơn được chỉ mong rằng có nhà thơ nào đó có cách dụng ngữ tài hoa hãy dịch nó sát nghĩa gần với giáo pháp hơn một chút là quý lắm rồi trân trọng